Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại cái video ngày hôm nay của kênh Góc Xây Dựng nhé Thì hôm nay ở cái video này thì em Hoàng sẽ đi uh, hướng dẫn chi tiết cụ thể Cái cách mà anh em xem bản vẽ thiết kế Thì hôm nay ở đây em có một cái bản vẽ thiết kế của một cái căn nhà Dạng nhà phố, dạng nhà 2 tầng, nhà ống nhé Thì uh, trước mắt mọi người cũng có thể thấy đây là một cái mặt đứng của một cái căn nhà 2 tầng uh, Có cái mặt tiền ở đây là 5 mét nhé, mặt tiền ở đây là 5 mét đấy thì uh, mặt tiền là 5m thì ở dưới tầng 1 này thì uh, trong bản thiết kế sẽ bố trí là có một cái cửa chính to ở đây đấy, cửa chính này thì có cái bề rộng là 2m 7 2m 78 đấy còn chiều cao của nó là 3m 25 đấy là về cái uh, cái khoảng rộng của cái cửa này và chung quanh cái bao quanh cái cửa này thì được ốp bởi uh, đá nha đá hoặc là gạch để trang trí thêm cho cái tầng 1 là như vậy còn về tầng 2 thì nó sẽ có một cái sảnh ban công để đi ra có thể là anh em ra ngắm cảnh hoặc là hóng mát nhé thì ở đây có cái sảnh ban công đua ra ở đây và bên trong đó thì nó cũng có một cái cửa chính đấy cửa bốn cánh cửa này là cửa ở trên cái phòng thờ nhé đấy, vì tầng 2 ở chú cái ban công này thì bên trong nó sẽ là phòng thờ đấy. mọi người cũng có thể thấy đây là một bức tường được xây vuông lên đấy được xây vuông trang trí mục đích là để mai kia hoàn thiện rồi họ sẽ dán gạch thẻ vào để trang trí cho cái căn nhà này nó được vuông và nó theo cái xu hướng hiện đại sang trọng và dễ nhìn nhá đấy là về cái mặt đứng của căn nhà này thì bây giờ mình sẽ đi vào mặt cắt của căn nhà để cho anh em xem về cách họ bố trí nội thất như thế nào với cái căn nhà như thế này nhá đây với cái căn nhà này thì mọi người có thể thấy ở dưới tầng 1 của nó đấy ở dưới tầng 1 của nó thì ở bên ngoài này nó sẽ có một cái ban công đua ra đây đấy. mọi người có thể thấy đây là ban công đua ra nhé đấy thì đi vào tầng 1 thì ở chỗ này nó sẽ là khu phòng khách nhé Bây giờ mình đang nhìn ở cái bề ngang của căn nhà mọi người nhé Bây giờ mình là mình đang nhìn ở cái mặt mặt cắt đấy. mặt cắt bề ngang của ngôi nhà đấy thì mọi người đi từ bên này vào thì ở đây nó sẽ là phòng khách và bên cạnh phòng khách nó sẽ là một cái cầu thang Cầu thang này nó sẽ làm áp sát so với cái góc tường Đấy, mình đi từ cửa chính đi vào là sẽ thấy cầu thang đi thẳng lên luôn Đấy, nó sẽ làm áp sát vào bên góc tường Đấy, để thu hẹp không gian của cầu thang lại Để tiết kiệm được một cái phòng cầu thang nha mọi người nhé Đấy, thì ở bên dưới góc cầu thang thì sẽ thiết kế là để kệ tivi xem kệ tivi ở dưới. Đấy, và ở dưới cầu thang này sẽ kết hợp là làm nhà vệ sinh ở bên dưới này luôn. Đấy. Ở trong gầm cầu thang này sẽ làm nhà vệ sinh. Đấy. Sau cái cầu thang này thì thiết kế sẽ bố trí không gian bếp. Đấy, là không gian bếp ở đằng sau cầu thang thì chúng ta sẽ nấu nướng ở bếp sẽ có thể là nhìn thấy phòng khách và nhìn thấy ở ngoài sân vườn. Là chúng ta đã hoạt động những cái gì? Đấy là thuận tiện cho các chị em là vừa nấu nướng ở đằng sau Cũng có thể là trông đom được ở đằng trước Xem xe cộ hoặc là có ai đến nhà mình Đấy Cái không gian bố trí tầng một của nó là như vậy Đấy và đằng sau cái khu bếp thì nó sẽ là một phòng ngủ Đấy phòng ngủ ở đây thì sẽ ở cuối Mọi người nhé phòng ngủ ở đây nó sẽ là không gian đầu cuối Và phòng ngủ ở đây thì tương lai sẽ bán trần thạch cao nhé Đấy, bán trần thạch cao Đấy, thì khi chúng ta vào tầng 1 ấy Thì chúng ta đi từ uh, uh, mặt tiền đi vào Thì phòng khách, phòng cầu thang và phòng bếp Nó sẽ thông nhau Nó tạo thành một cái đường thẳng thông nhau như thế này luôn đấy Thì lúc chúng ta vào nhà Chúng ta sẽ thấy một cái không gian nhà cực kỳ hiện đại Và cực kỳ là rộng Chúng ta vào chúng ta sẽ có cảm giác là Cái nhà này vừa sâu Còn vừa rộng rãi đấy Nhìn nó rất là thoáng nha, Vì nó không có tường ngăn mà Nó chỉ có mỗi tường ngăn ở chỗ cái phòng ngủ ấy thôi đấy, Mọi người hiểu chưa Đấy nó chỉ có ngăn được cho phòng ngủ thôi nên cái không gian tầng 1 của nó cực kỳ là thoáng luôn đấy thì tiếp theo lên tên lên cho cái tầng 2 thì đi từ ra cầu thang lên tầng 2 ở đây thì cái khu vực của cái tầng 2 này nó sẽ chia ra là hai phòng ngủ một phòng thờ mọi người nhé thì đi sang bên tay phải này thì là nó sẽ là một cái phòng ngủ số 1 đấy phòng ngủ số 1 này thì nó sẽ nằm ở giáp với cái cầu thang này luôn đấy thì đi đến từ cầu thang thì chúng ta sẽ có một cái hành lang đi thông vào phòng ngủ này, rẽ vào phòng ngủ và đi sang cuối cái đi sang cái đầu của cái mặt tiền nó sẽ là một cái phòng thờ, đấy và từ cái phòng thờ này thì chúng ta sẽ đi sang uh, đi ra cái khu vực ban công, đấy, ra khu vực ban công của mặt tiền, đấy, cái ban công này thì được đua ra là một mét mốt nhé, người ta đua ra một mét mốt đấy và đang cuối của cái khu vực cầu thang này Ờ, giữa phòng bếp và phòng ngủ ở dưới tầng 1 thì trên tầng 2 họ lại bố trí là phòng ngủ ở chỗ khu vực bếp đấy và nhà vệ sinh chung cho cả tầng 2 thì họ sẽ bố trí ở của, ở cuối ở cuối của căn nhà này nha mọi người nha. Đấy thì nó họ sẽ bố trí ở cuối căn nhà này. Đấy. Mục đích bố trí ở cuối căn nhà này để không gian vệ sinh của họ là uh, họ sẽ là đổ dầm, đổ dầm treo nha mọi người nhé. Đấy, ở đằng cuối nhà vệ sinh này này, thì mai kia cái khu vực này thì họ sẽ đổ dầm treo, treo nhà vệ sinh này ra bên ngoài của cái khu vực đất nhà họ. Đấy, vì trong bản thiết kế này thì, thì chủ nhà có đưa số đo cho bên thiết kế, thì bên thiết kế họ sẽ về để họ khảo sát, để họ vẽ lên thiết kế mà. Thì với cái căn nhà này là có cái diện tích là dài có 12 mét thôi Nhưng mà cái không gian nhà vệ sinh như này và phòng buồng này là được đổ lấn ra một mét rưỡi là ở bên dưới của cái căn nhà này, này. Đấy, ở bên dưới của cái đuôi căn nhà này thì là ruộng cấy của người ta mọi người nha là cái ruộng cấy của người ta thì chủ nhà ở đây sẽ lấn lấn trên không chung mọi người hiểu là họ sẽ đổ ra đua ra một cái cái dầm. Để họ xây cái tường phòng ngủ này và cái phòng nhà vệ sinh lên trên Đấy, ý là ở dưới đất này thì uh, người dân họ vẫn cấy bình thường Nhưng ở trên không trung này này, đấy, khoảng không này thì chủ nhà sẽ lấn ra đấy, Lấn trên khoảng không trung này Đấy, thì uh, được phép nên uh, chủ nhà, được phép của bên uh, chính quyền Thì uh, rất là nhiều nhà ở, ở cái khu vực đó họ làm kiểu lấn như thế này thế lên chủ nhà học theo và cũng được áp dụng theo nhé mọi người nhé đấy là cái cách mà xem mặt đứng của căn nhà này à, mặt ngang của căn nhà là như vậy thì bây giờ mình sẽ đi vào cái cái mái sau khi hoàn thiện của căn nhà này nó như thế nào nhé ở đây thì mọi người cũng có thể thấy thì mái đây là được lợp mái tôn giả ngói mọi người nhé được lợp bằng mái tôn giả ngói thì mái tôn này thì nó sẽ chảy về hai bên đó là bên mặt tiền và bên bên hậu mọi người mọi người xem là mọi người cũng có thể hiểu rồi vì đây là một cái căn nhà ống thì hai bên hai bên sườn của căn nhà này nó là hai cái nhà dân khác nhau đấy là hai cái nhà khác nhau đấy. thế nên mái họ không thể là cho chảy về hai bên hai bên sườn này được đấy. nếu mà muốn muốn chảy về hai bên sườn thì bắt buộc là phải làm xe lô ở, ở trên này đấy nhưng ở đây chủ nhà lại không không muốn thiết kế như vậy lại muốn làm cái mái chảy về đằng sau và thu nước ở đằng sau này và mái đằng trước thì sẽ chảy về đằng trước và thu ống đi xuống mọi người nha. đấy còn cái khu vực ở chỗ cầu thang này thì chủ nhà muốn là uh, thợ xây lên xây lên uh, xây lên tầm hai mét rưỡi là họ sẽ đổ trần đấy họ đều đổ trần mục đích đổ trần là họ để các nước để mai kia họ đổ để các nước này Và để thái dương năng Đấy để họ để ở trên cái khu vực này, Nha mọi người nha để họ thu cái mặt trời cho thái dương năng đấy và uh, chú khu vực này thì mai kia sẽ đổ đổ mái bê tông nha đấy và họ có làm một cái ô cái ô này mục đích là uh, là họ làm cái cái cầu thang khỉ để leo lên trên cái nóc nhà để ví dụ như là có trục trặc hay hỏng hóc gì thì họ sẽ chui lên bởi cái lỗ này Đấy để uh, họ lên họ sửa đường ống nước hoặc là họ sửa mái tôn các thứ ta chẳng hạn đấy, thì họ sẽ làm những cái thép lên tung họ sẽ làm những cái thép lên tung để uh, mục đích là để uh, thuận tiện cho việc sửa chữa sau này nha mọi người nha đấy là về cái uh, cái mặt uh, uh, mặt sàn uh, mái của nhà này là như vậy à, tiếp theo thì uh, mình cũng uh, muốn cho mọi người xem về cái không gian của cái, cái tầng này nó như thế nào mình cho mọi người xem cái không gian tầng của nó đây mọi người cũng có thể thấy đối với cái không gian của cái tầng 2 này về nội thất kê trong này thì mọi người cũng thể thấy từ cầu thang tầng 1 đi lên nhé thì đi sang đây đi phần chú nghỉ đi sang đây thì sẽ đâm thẳng vào phòng ngủ đầu tiên là luôn đấy thì phòng ngủ này họ sẽ đi vào cửa chính vào đây luôn và đi sang bên này họ sẽ có một cái khu hành lang khu hành lang này nó sẽ thông tạo thành phòng thờ ở đây và cái đường hành lang này họ sẽ thông một phát ra tận ngoài hiên này luôn đấy là đi ra khu vực ngoài này là ban công mọi người khu vực này là khu vực ban công đấy và họ đi lùi về phía đằng sau này thì sang bên này nó sẽ là phòng ngủ và đi thẳng xuống dưới này thì nó sẽ làm cái nhà vệ sinh chung trong này luôn đấy nó sẽ là cái vệ sinh nhà vệ sinh chung trong này luôn khép kín luôn đấy họ sẽ không làm riêng việc ra khép kín từng phòng ngủ một nhà vệ sinh liền mà họ sẽ sử dụng hai cái nhà hai cái phòng ngủ này kết hợp chung nhau một cái nhà vệ sinh ở đây tạo một cái đường hành lang thông từ cầu thang sang các phòng ngủ và ra ban công và xuống nhà vệ sinh đấy là thiết kế của chủ nhà là muốn có cái sự thông thoáng và uh, chung khi mà chúng ta uh, sinh hoạt trong cái môi trường trong một cái căn nhà là như vậy đấy và cái ở vị trí của cái cầu thang số 1 lên thì là ở đây là được làm mà 21 bậc nha 21 bậc cốt của cái nhà này là k 36 nhé đấy tầng 1 là 36 thì lên trên này thì họ sẽ làm cái thép lên tu bên này là cái 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 cầu thang khỉ để leo lên trên tu như vừa nãy mình vừa nói đấy nên là mình đang thì chia sẻ mọi người cái cách xem bản vẽ khi mà mình đi nhận một cái công trình nào đó thì mình có thể là xem qua được những cái chi tiết cụ thể như vậy để mình hình dung ra cái ngôi nhà này họ đang làm kiểu gì với hình thức như thế nào để mình thi công và nhận giá sao cho hợp lý nha mọi người nha đấy thì mình chúc mọi người xem xong video này có thể là xem được cái bản vẽ uh, của cái căn nhà và có thể là đi áp dụng được vào trong công việc của mình đấy mọi người thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ cho kênh Ngóc Xây Dựng xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau.